Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8, thì cái hôm mùng 1 tháng 8 ngày sinh nhật thì được chúc mừng sinh nhật nhiều quá. Thế nào đấy là ngày 2 tháng 8 là máy nó bị sập đấy các bạn. Máy nó bị sự cố, rồi các mạng nó chưa đâu vào đâu hết. Cho nên tôi với vội hôm qua là coi như không ra được cái video buổi sáng. Xong đây là buổi sau đó cái là nó bị. Bị thế là buổi chiều tối thì nhiều bạn hỏi tôi là tại sao mà chưa có video ra, rồi các bạn cũng nhớ cái quả địa cầu quay mà tôi cũng còn sốt ruột hơn nữa cơ. Đấy, thế là tối hôm qua chiều hôm qua đấy tôi mới đưa ra một cái video mà có 5 phút về cái eo biển ấy, thì coi như tôi cũng chắp vá để tôi đưa để cho các bạn khỏi phải là chờ đấy. Đấy, cho nên nó cũng chất lượng có khi nó cũng không được tốt lắm. Thế còn bây giờ sáng nay thì bây giờ tôi đi ra ngoài tiệm các thứ là tôi đang làm, nhưng mà người ta cũng nói là 1-2 ngày gì đó, cho nên khả năng 1-2 ngày tới đây nó vẫn chưa được trơn tru đâu các bạn nhé, nó vẫn còn có vấn đề. Cho nên hôm nay tôi làm tạm bằng cái máy điện thoại, mà máy điện thoại thì chúng ta biết rồi, nghe nó khó nghe chứ nó không có dễ nghe như là trước đây, cho nên các bạn hết sức thông cảm để qua được cái 1-2 ngày tới là nó sẽ trở lại bình thường, thì chúng ta nó lại bình thường. Thì bây giờ chúng ta cứ chịu khó nha các bạn nhé, chịu khó nghe chứ đừng có phê bình quá, biết rồi, biết là cái nói bằng điện thoại này thì nó thể sẽ không bằng là bằng các cái phần mềm các bạn nhé. Thế thì bây giờ chúng ta quay ngay vào cái chỗ khu vực này, khu vực mà cái biển Đen này, thì chúng ta biết là mấy ngày hôm trước là chúng ta đã nói rồi, tức là nó sau khi mà nó tàu nó vào ấy, là chúng ta biết là hôm đấy là có một cái tàu vào đây, đấy, xong có một cái tàu ở đây và một cái tàu ở đây, đấy, thì cái tàu này là đợi lệnh để đi vào cái sông này, đấy, sông Đá Nếp. Đấy, thì hôm đấy chúng ta phân tích là một đấy là cái tàu này nó sẽ vào, hai tàu này rút, đấy. Cái phân tích thứ hai là hoặc là ba tàu này nó sẽ vào, đấy. Và cái thứ ba là có thể khả năng là Nga có thể đánh, đấy. Nhưng mà cuối cùng hoặc là sang cuối cùng là chúng ta là phân tích là tôi hôm nay tôi phân tích là khả năng ba tàu sẽ vào nhưng mà Nga sẽ đánh cái cảng, tức là tôi không đánh tàu nhưng mà anh không lấy được hàng rồi anh cũng đi ra thôi. Đấy, các bạn nhớ chưa? Thì cái hôm đầu tiên thì nó có cả Global Hawk, rồi nó có cả P8A, từ P8A là cái loại mà máy bay trên không mà chống hạm được đấy, tức là để mà coi như để đánh mấy cái tàu tuần tra nếu có. Rồi cái chỗ cái đảo rắn này này thì nó lại chơi UAV, SUP đấy, cái loại mà USV đấy, tức là cái loại xuồng cảm tử đấy các bạn. Chúng ta nói xuồng cảm tử chứ hay nó nhầm cái SUP, là SUP nó không đúng, là mà USV. Còn cái loại máy bay mà không người lái thì nó gọi là UAV. Thì đây là cái chỗ đảo rắn này, thì bắt đầu là từ phía trong này là bắt đầu nó cứ chơi ra là ngoài, là các bạn biết rồi. Thì cái hôm đầu tiên là nó có 2-3 cái máy bay đó. Cuối cùng là coi như là thực tế là Nga là không có bắn các tàu này các bạn nhé. Hiện nay ba tàu này đã vào trong, tức là hôm qua nó đã ba cái vào trong để ăn hàng, thì Nga không đánh. Bởi vì sao? Nếu mà anh đánh ấy, thì rõ ràng là nó sẽ đụng hết ít nhất là ba quốc gia này, trong đó có hai quốc gia NATO là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Là ông Thổ Nhĩ Kỳ thì nó lại liên quan đến cái eo nữa, rồi cái thứ ba là ông Israel. Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đều là cái hai ông là giống như vừa là kẻ thù mà vừa là bạn ấy, tức là lá mặt lá trái này chơi được cả đấy. Thì hồi xưa là cả hai ông này đều muốn làm trung gian hòa giải. Đấy. Rồi bây giờ cái ông Thổ Nhĩ Kỳ là muốn là tháng 8 để ông Putin qua để mà coi như tóm luôn đấy, là coi như để ICC tóm luôn. Tất nhiên nó không phải dễ như vậy, nhưng mà đầu người ta tính như vậy thì mình cứ nói như vậy thôi. Thế thì Nga rất sáng suốt, sau đó là coi như là khi mà Su-30 lên đấy, thì hôm trước tôi nói rồi, thì là hai cái máy bay kia nó chạy vào cái chỗ Romania và Bulgaria. Đấy. Thế nên đến ngày hôm qua bắt đầu lại tiếp tục là một cái Global Hawk, nó lại tiếp tục nó ra. Đấy, các bạn nhé, tiếp tục ra. Ít nhất là nó cũng cảnh tỉnh cho Nga là chớ dại và ông làm chuyện đó chuyện kia. Cái thứ hai nó sẽ cung cấp các thông tin tình báo, các cái vị trí địa điểm của các tàu tuần tra này để cho các cái USV đó tấn công. Đấy, nó là như vậy. Nhưng mà Nga là đã, rồi họ tiếp tục là UAV nữa, là không người lái đánh vào Sevastopol. Đấy, tôi nói lại, nhưng tại vì là tôi bị gián đoạn ấy, cho nên là tôi cũng biết là cái đoạn nào là. Nhưng tất nhiên là chúng ta mấy ngày nay chúng ta cũng theo dõi nhiều khắp nơi rồi thì chúng cũng biết. Nhưng mà về phần tôi thì tôi đã có những cái nhận định trước đây là chúng ta đã nói rồi. Tôi thấy nó quá chính xác cho nên tôi sướng quá. Tức là ba cái tàu nó vào đây. Thế là ba tàu vào đây thì tối hôm qua các bạn biết rồi, đánh tan nát cái cảng Ismail này. Cái đêm trước thì chỉ đánh kho nhiên liệu thôi, nhưng đêm qua thì đánh là tan nát luôn, là cái cảng này.
Và đến hiện nay thì ba cái tàu này đã đi đi ra rồi các bạn nhé, đi ra không rồi các bạn nhé. Đấy, đấy đấy là một cái tin là rất là có thể nói là rất là mới. Đấy, cho nên tôi nói ngay, cho nên cho dù cái máy nó dở dở các bạn thông cảm dùng tôi cái, chứ nhiều bạn lại phê bình tôi buồn lắm nhá. Rồi thế thì hôm qua thì họ cũng bắt đầu tấn công vào cái chỗ mà vào phải gần cái Simferopol, tức là cái chỗ mà thủ phủ của cái Crimea đó, là đánh đây cũng đánh rất lớn các bạn nha. Nhưng mà tất cả là chuyện nhỏ so với cái vụ mà đang đang thách đấu nhau ở cái chỗ này. Nhưng mà Nga rất tỉnh táo, tôi nói nếu mà Nga đánh ba cái tàu này thì là dở đấy. Bởi vì nếu mà anh làm thì trước khi mà anh làm ấy là anh phải kiểm tra. Kiểm tra nó, nếu mà nó tàu không mà anh đánh nó thì không được, thì cũng hơi dở. Cho dù đây là cái vùng này là cái vùng là coi như vùng cấm của Nga, là cái chúng ta biết là từ cái đảo rắn này, này mà đi vào tới cái mũi này, đấy là y cái chỗ này đây là cái vùng gọi là vùng Nga, là coi như là vào đây là tôi không biết. Nhưng mà rất may là cái mấy cái đường mà vào tàu và cái chỗ này ấy, thì nó lại chưa tới cái đảo rắn các bạn ha. Đấy, nó ghê lắm, như vậy nó tính hết cả là đây cả đảo rắn này thì nó lại đi vào cái chỗ này. Đấy, thì cái chỗ này là các bạn biết là từ chỗ này mới thẳng ra này, đấy nó thẳng ra này là cái chỗ đây là cái nó đây là có cái nhánh sông này, ba sông này. À, đấy, nhánh ba sông ra thì chúng ta biết đây là Romania hôm trước tôi nói rồi, còn đây cái chỗ này là, với là của Ukraine, thì đấy nó thẳng ra cái chỗ mà coi như là cái mỏm của bên kia, thì là đấy là cái gọi là cái vùng này là vùng kiểm soát. Nhưng mà nó ở cái đảo rắn này ấy, thì các bạn biết là nó cứ nấp ở sau lưng, hoặc là trong cái đảo rắn này thì cũng đã bị đánh rồi, hôm trước chúng ta đã phân tích là bị đánh rồi. Nhưng mà thực tế các cái công sự trên đấy nó cũng rất là đơn giản, cho nên là họ sẽ không ở trong công sự đâu, tức ở xung quanh chỗ nào đó, tức là không không nằm trong các chỗ kiên cố nữa, tức là người ta làm công sự ở xung quanh ấy thì nó sẽ thả cái USV và UAV, và thậm chí có thể là kể cả cái bọn Mỹ nó thả xuống cũng có. Đấy, hoặc là từ Romania, hoặc từ Bulgaria ra, hoặc từ Odessa ra là đều có cả các bạn nha. Thế thì có những thông tin tôi cho là rất là được việc, nhưng mà lại không mất lòng. À, tức là ba ông đi vào rồi, các ông đi vào cũng để thử thách đấy, để coi giỡn mặt nhau đấy, ông làm gì tôi đi đấy. Đấy, nếu mà làm cái này thì đúng vào cái mưu của họ rồi. Cho nên tôi nói là bây giờ cái mục đích của chúng nó vào đây là lấy thóc lấy gạo, đấy, coi như là xem mày bị cấm cũng bằng không. Nhưng mà đối với Nga bây giờ ta không cho lấy thì ta cũng không đánh mày luôn. Đấy, mày cứ ba thằng mày vào trong này, vô lọt trong này gần đến cảng là bắt đầu đánh cảng, cứ bùm bùm cảng là không ai dám vào rồi. Đây nó đang chiến sự mà, ngoài biển này còn ông nói quốc tế, thì còn Ukraine với Nga là hiện nay là đánh là ok, chỗ nào đánh cũng được hết. Bây giờ đánh tới Moscow rồi mà cái chỗ này mà tôi không đánh được mới là lạ. Đấy, cho nên là nếu ông vào đây là cái chuyện đây, cái chỗ này là nơi đang chiến tranh, kể cả đánh trong cảng cũng được, nhưng mà không cần đánh ba cái tàu đó, chỉ đánh cảng nát thì là anh cũng không vào được, không còn cái cầu tàu nào mà anh vào được nữa. Mà cứ là ngày nào cũng đánh như thế thì ai mà dám vào. Đấy, thế còn ngoài khơi này thì ông còn bảo biển quốc tế ABC rồi, thế là công việc đấy là coi như ổn các bạn nhá. Tôi thấy là cái đấy là cái giải pháp, tôi nói là đầu hết tất cả các giới chứ không phải không. Đấy, nó vào nó giữa mặt, không quân ở trên rầm rầm ở dưới là thủy quái, rồi cả không người lái, rồi NATO, rồi đủ thứ, rồi ba cái tàu của cái ông là một ông, có những ông là không phải NATO. Đấy, là tôi vào thì bây giờ tự nhiên ông đi đánh tôi. Đấy, thì chúng mày cứ giả vờ giả vịt cái gì ta không cần biết. Bây giờ chúng mày vào làm gì? Đấy, vào lấy gạo không có, ok. Đấy, cho nên là tôi thấy là rất là vui cái chỗ này. Đấy, thì đấy là cái mới nhất, tức là hai năm trước thì chúng ta biết là cả hai cái máy bay của Mỹ, đêm sau thì một cái máy bay của Mỹ, nhưng mà còn cái máy bay mà cái máy bay không kích thì nó không có thôi, còn mà do thám lại tiếp tục. Đấy, và cuối cùng là chui lọt vào được trong này, đấy là coi như là sợ gọn lại. Là chúng ta nói là cái chỗ mà nếu mà trong trường hợp mà họ không đi được bằng cảng này đi ra ngoài. Đấy, và hôm trước chúng ta nói nếu mà phân tích mà đi ra ngoài này xong dùng cái cảng của Croatia này á, thì là coi như là đi như thế là quá xa, mà đi tới đây đã đi tới đây rồi thì cần gì nó tới Hy Lạp, Ý rồi Thổ Nhĩ Kỳ nó lấy rồi. Đấy, thì hôm đấy là một số bạn thì nói là nếu là nó đi từ đây đi qua Hungary thì nó đi tới đây. Đấy, tức là đi bằng đường bộ. Còn trong trường hợp mà nếu mà đi từ Odessa lấy hàng từ Odessa bây giờ mình chạy đi tới cái khu vực này thì nó rõ ràng nó cũng xa, nhưng mà nó cũng còn gần hơn là đường biển.
Nhưng mà nó khác cái là đường bộ là anh phải tăng bo, cái số lượng thì ít cho từng xe một là ít, rồi anh phải cả đoàn như vậy, rồi anh bốc lên rồi lại bốc xuống đấy, rất khó. Chứ anh chỉ quá chị A này thì đúng là nội tạng chính, hôm trước mà tôi nói là chị import hay là export, là một là xuất khẩu, hai là nhập khẩu. Trong trường hợp mà nó là xuất khẩu thì là đúng là đi đường bộ, còn nếu mà trong trường hợp nó nhập cảng này nó nhập thì là nó đi đường thủy đấy. Hôm nay là tôi phân vân rồi đấy, nhưng mà hiện nay họ tìm ra hai con đường, thứ nhất là đường bộ đi ra Croatia, cái đường thứ hai là có thể là người ta, tại vì tháp gạo là chủ yếu là cái phần phía đông này thì các bạn nhé, đấy, phía đông này thì nó đi xa, thế là hoặc là nữa là họ đi theo đường Lvov là đi qua Ba Lan rồi đi tới Litva rồi đi ra ngoài Baltic, thì chỉ Litva cho thôi chứ còn Ba Lan đây thì nó không cho rồi. Hôm trước tôi có nói này, tức là đi ra đại, cái cảng Gdańsk này là rất lớn thì nó không cho đấy. Thì hiện nay là có Litva là một, Croatia là hai, mở đường quá cảnh cho ngũ cốc của Ukraine đi ra ngoài. Tức là đây họ đang bán để họ tăng cái tiền cho Ukraine lên, là không có nghĩa là đút túi vào ngân hàng của Ukraine các bạn nhé. Lấy được cái đấy là nó sẽ trừ hết vào cái tiền mà coi như là nợ nần đấy, chứ không phải là mà ấy đâu. Rồi còn có một số tất nhiên nó sẽ nó đưa lại cho chính quyền Kiev để mà trả lương hoặc là thế nọ thế kia cho cái lực lượng vũ trang. Tóm lại nó phục vụ cho quân đội thôi, đấy, tất cả lực lượng vũ trang, và trả nợ cho các cái nước này. Đấy. Cho nên bây giờ tất cả các nước xung quanh chúng ta biết là nó đã không nhập nữa rồi. Ngày 15 tháng 9 này là hết hạn, là cấm, là bắt đầu là tức là cho nhập, thì bây giờ Ba Lan tiếp tục là coi như cấm, gia hạn lệnh cấm tiếp. Đấy, các bạn biết rồi. Đấy, hôm vừa rồi là coi như là cãi nhau về cái chỗ với ông Zelensky, về cái chỗ mà biết ơn với không biết ơn ấy. Thì mấy ngày nay gián đoạn, tôi không biết là cái đoạn nào tôi đã nói rồi và đoạn nào tôi chưa nói, thì nếu mà nói tôi nói lại cái hôm trước thì các bạn hết sức thông cảm, bởi vì là bỏ cái chiến sự cái là nó quên hết đấy các bạn. Cái đầu óc bây giờ ra mà phần mềm phần cứng này nữa là coi như là đau hết cả đầu, nội mấy cái mã số với mật khẩu không là các bạn biết rồi, cho nên hết sức thông cảm cái chỗ này các bạn nha. Rồi thì tiếp tục thì như hôm qua thì chúng ta biết rồi, tức là cái chỗ mà Belarus đây, Belarus với lại Ba Lan thì nó cũng có chuyện. Ông Ba Lan dạo này nó cũng 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 hơi ồn ào đấy các bạn nhỉ, tức là xưa nay thì nó cũng ngang hăng đấy, nhưng mà nó bữa nay nó cũng có vẻ sợ sợ đấy, cũng hơi, nhưng mà hơi ồn ào. Thì chúng ta biết là coi như là đây đây là Kaliningrad, đây Litva, đây là Ba Lan, đây là Belarus, đây là Ukraine, còn đây là Latvia. Nhưng mà bây giờ chúng ta chủ yếu nói ông Litva này thôi, ông Litva này và ông Ba Lan này thôi đấy. Là hai vùng đất này thì chúng ta biết cái chỗ này là tôi hay vẽ rồi. Cái chỗ này là tập trung rất đông quân, và hiện nay là cái khu tam giác này là bây giờ tức là ông Wagner là hiện nay là cũng rất đông. Thì chúng ta biết là đúng ra là cái ông ở chỗ cách Minsk khoảng 100 km và cách biên giới là 200 km, nhưng mà hiện nay là nó phân tán hết rồi các bạn nha, nó không có trại gì, nó có cũng là mấy chục ngàn người lính Wagner ở đây này. Lỡ mà có chuyện gì cái rất là mệt đấy. Thì hiện nay thì tất nhiên rồi là họ sẽ đi đến cái chỗ ngã ba biên giới, tất nhiên rồi họ sẽ đến cái chỗ cái sẽ gọi là Suwalki, cái đây nó gọi là hành lang này, hành lang nguy hiểm nhất thế giới hiện nay các bạn nha. Đấy, nó giữa hai cái ông NATO mà lại giữa hai ông Belarus và Kaliningrad của Nga. Đấy, chính vì thế cho nên cái chỗ này rất nguy hiểm, và tất nhiên rồi Litva, và đương nhiên rồi là cả cái biên giới với lại Ukraine. Thì hiện nay quân đội của Belarus nó cũng chưa được mạnh, mới đánh đấm, mới học hành mới có 1, 2, 3 tuần thì không ăn thua đâu. Nó phải là 1 tháng hoặc là chí ít là 1 tháng, không thì phải 3 tháng huấn luyện cho thật ok rồi bắt đầu ra chiến trận. Tất nhiên là đánh kèm nhau thôi chứ cũng không thể ông quăng Belarus. Belarus trong trường hợp là anh cũng là có thể đánh Ukraine nếu Ukraine tấn công, hoặc là đánh Belarus nếu Belarus tấn công. Nhưng mà hôm qua chúng ta biết rồi là ông Wagner là có một cái trực thăng là bay qua một tí. Đấy, bay qua một tí thì tôi nghĩ đây là có thể là bay nhầm chứ không phải là thách thức đâu các bạn nhé. Không dạy gì thách thức lúc bây giờ, cũng như ở dưới kia Nga có thể vào cái khu vực tôi tập trận, khu vực tôi đang cấm, khu vực chiến tranh thì đánh cũng được, nhưng mà cũng không dạy gì đánh các bạn nhé. Vẫn chọn một cái tức là cái đấy cũng được, nhưng mà nếu không đánh thì là tốt hơn. Đánh là tốt đấy nhưng mà không đánh tốt hơn. Còn đây á, thì Ba Lan nó đang chờ, tức là nó đang khích để mà coi như là coi như là làm cái cớ để bắt đầu người ta tấn công qua. Đấy. Thì bây giờ người ta đang tạo cớ thì mình lại tự nhiên mình lôi lôi mình lò qua mình đi thách đấu đó, nó mình không thách nó cũng đánh thì nó vẫn hay hơn chứ. Tức là bây giờ phải chọn, tôi nói là Nga chọn phương án tối ưu chứ không phải là coi như là phương án tốt chưa đủ mà phải tốt nhất
đấy, nó gọi là tối ưu đấy. Đấy, cho nên là coi như là có nhiều người thì bảo là qua thách đố vậy thì dám đánh ta không, là không phải đâu, Belarus yếu lắm. Bây giờ cái mặt trận ở dưới Đông Nam kia kìa, cờ rơm kìa, cái là chuyện lo. Chứ bây giờ ông lại đi đi chọc ghẹo ở trên này làm cái gì, mà ông không chọc nó cũng đánh cơ mà. Mà tại sao mà lại từ bây giờ đánh nhau, các bạn biết rồi, cái hai thằng đánh nhau mà bây giờ thằng nào đánh trước là coi như thằng là sai, thông thường là như vậy. Đấy, còn tất nhiên nó có nguyên nhân còn nọ, nguyên nhân kia, nguyên sâu xa nữa thì đủ thứ, nhưng mà nếu mà đánh trước là sai, rõ ràng là như vậy. Ông nào dùng hung hung khí mà coi như đánh cái người mà tay không là ông sai, ví dụ là như vậy. Chứ còn bây giờ cái ông mà đi trái đường là ông sai, còn ông đi phải đường đúng, nhưng mà ông phải phải đường mà say rượu tức là cũng là sai. Nhưng mà cái sai đầu tiên nó là phải là cái ông đi đi trái đường, chứ không thể là cái ông say rượu. Thì trong trường hợp này cũng vậy, không có việc gì mà tự nhiên ông bay qua đấy làm gì tao đi, mày làm gì tao đi, làm gì có cái chuyện đấy. Cái chuyện này là không có, các bạn thấy không? Tôi thấy có một số nơi là nói là như vậy là không có đúng đâu, hoàn toàn sai. Đối với Nga nữa là càng không bao giờ đi chọc ai, chỉ có người ta đi chọc họ thôi. Đấy. Nhưng mà ông thủ tướng của Ba Lan là Morawiecki đã bắt đầu ông nói hôm trước thì chửi Zelensky rồi. Thì hôm nay thì bắt đầu là coi như là ông nói có một lần bay qua phạm cái quay về lại liền. Thế thì bây giờ là ông nói là quay qua bay qua hai lần. Đấy, tức là nó đang gây ra một cái sự chú ý đối với thế giới rằng là bây giờ bên Belarus là hoặc là Wagner là mở ngoặc là có thể Wagner nữa là đang gây hấn chúng tôi. Đấy. Chúng tôi đã hết sức kiềm chế, chúng tôi hết sức bình tĩnh, bay một lần, bay hai lần, hôm qua đổ thừa là hai lần, và có thể nó nói nếu mà lần này mà bay qua nữa mà có thể là không bay nha các bạn nhé. Nhưng mà vẫn gây sự. Hôm trước là còn nói là rơi cả quả tên lửa ở bên đấy nữa, ABC. Nhưng mà NATO là bây giờ cũng đang nín đấy, nắn gân nhau thì cứ nắn gân, nhưng mà nếu mà bây giờ nắn gân, chứ nếu không nắn gân thì nó bảo mình yếu à, cho nên nó cũng cứ nắn gân đấy, như ở dưới Biển Đen nó cứ bay qua bay lại, chạy qua chạy lại là như vậy đấy. Cho nên chúng ta là phải hết sức tỉnh táo chỗ này, chứ đừng có nghe những cái thông tin là coi như là nó không chuẩn, là coi như là Nga với lại Belarus tự nhiên gây sự. Wagner là cái gì mà bây giờ ông làm như là nhất thế giới thì bây giờ ông ra ông đánh cả châu Âu, đánh cả châu Phi. Ông giỏi ông cứ từ từ để thể hiện thôi. Tôi nói 7-8 tháng mà coi như biết bao súng đạn, biết bao nhiêu nhân lực lấy được cái bát múc, chứ không phải là có phải ông vào cái lồng lượng được ngay đâu. Nó phải là nhân tình thế thái, rồi súng đạn, rồi người ngợm, rồi chiến thuật, rồi đủ thứ. Chứ không phải là ông cứ liều mạng cái là ông thắng được đâu. Cho nên cái chỗ này là chúng ta là tôi phán đoán là thường là nó đúng đấy, cho nên là tất nhiên là có những cái lúc nhận định nó sai chứ phải không, nhưng mà cái chỗ này tôi nghĩ là như vậy, là Belarus và Wagner không có gây sự đấy, mà có thể nhầm lẫn là bay qua có một tí thôi, mấy trăm mét, 300 mét thì nói là 3 cây số, rồi một lần thì nó nói là 2 lần đấy, là không có đúng đó. Tôi nghĩ là họ đang dựng lên cái nguyên cớ như là mình hồi xưa là vịnh Bắc Bộ đấy, sự kiện vịnh Bắc Bộ đấy, rồi những là cái chỗ mà vịnh con heo ở Cuba này, những người lớn tuổi là người ta sẽ nhớ về cái đó. Thế cho nên chúng ta hết sức tỉnh táo chỗ đấy. Cho nên ngay cả phía dưới này cũng thế thôi, tôi nói là ngay dưới này bây giờ là rất là rõ ràng. Bây giờ là ông Erdogan ấy, cái hồi mà tháng 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 hai tháng hai năm nay này, ông đã nói là Nga đã biến cái Biển Đen này là thành cái hồ của ông, chứ không phải cái ao. Các bạn, ao thì chúng ta hay nói kiểu giọng Việt Nam là ao, thế nhưng mà nó gọi là cái hồ. Chứ ông Thổ Nhĩ Kỳ đó ông khiếp lắm, thù trong giặc ngoài, rồi bây giờ là thay vì là ông không phải là kẻ thù người ta thì ông là tự nhiên ông vỗ ngực mà ta là kẻ thù mày, ông làm đủ trò nọ trò kia, tức là ông muốn trở thành kẻ thù. Ông này thì không thể gọi là bạn thân rồi, nhưng mà Nga cái lúc mà cũng có những lúc cần thiết phải nói Israel và Thổ Nhĩ Kỳ là những người thân thiện, chứ không phải là bạn bạn chí cốt được các bạn. Đấy. Tức là nó không phải là địch thủ, nó không đứng là coi như nó chống tấm vận ABC một số vấn đề thì nó rõ ràng nó cũng có những cái gì đó mình lợi dụng được thì mình cứ lợi dụng, chứ cứ mình cứ đưa nó qua kẻ thù, nó bản thân nó đang đứng ở trong cái vị trí đối diện mình thì đương nhiên là kẻ thù rồi. Vì âm thanh không được tốt cho nên là tôi cũng nói nhanh thôi các bạn nhé, chứ nó không thì cũng đau tai các bạn thôi, khổ là. Rồi thì hôm qua thì Nga đã không kích vào chỗ lớp Buva này các bạn nha, và một cái thứ hai là chỗ Barislav, tức là có thể là nổ lớn rất nhiều ở khu vực này. Cháy nổ thì chúng ta xem bằng video thôi, tôi đi lướt lướt thôi các bạn. Rồi bây giờ đi qua đến cái khu vực mà Pripyat này thì chúng ta biết là hiện nay là coi như là Ukraine người ta đang tức là đánh UAV vào khu vực này, và coi như là có thể là tiêu diệt được cái xe tăng của Nga này các bạn nha. Thì trong khi đó thì là cái chỗ mà
Zaporizhia này thì Nga đã tấn công vào cái khu vực này, bởi vì là bên bên Ukraine là có một số cái lực lượng là bây giờ nó không đi xuống từ Zaporizhia này xuống Lukovia, Piatigorskia nữa, mà nó đi thẳng xuống dưới này, bắt đầu đánh xuống dưới này các bạn nha, đánh thẳng xuống dưới này, cho nên là Nga đã đóng lõm ở các cái khu vực này. Tại vì có thể là bây giờ các cái khu vực mà truyền thống xưa nay họ đánh là gần như nó không thành công, cho nên bây giờ người ta buộc người ta phải đánh các khu vực này, đó cũng là một cái thế trận phòng thủ ở đây, nhưng mà cuối cùng là Nga đã đánh đẩy lùi ở đây thì có thể là tiêu diệt tương đối khá ở khu vực này các bạn nha. Đây là chỗ mà Lukovia Piatigorskia. Bây giờ chúng ta qua bên tay phải, này cái chỗ Rabotina này, thì hiện nay là bắt đầu là Ukraine bắt đầu nó đã đánh xuống dưới này rồi các bạn này, tức là đánh đánh thẳng xuống dưới này luôn. Chúng ta thấy đây là Novo Pokrovka và đây là Rabotina, còn đây là Varovava. Chúng ta thấy rồi, đây là những cái này. Hôm nay tôi làm tương đối vắn tắt, chứ còn nếu mà đúng là tôi làm lễ mễ ra nó cũng phải đẹp rồi, chứ còn tôi làm kiểu này tôi cũng không thích đâu. Thì bây giờ đánh bom xuống dưới này là coi như cũng trúng, cũng tương đối là coi như là cái lượng lượng của Nga mà đang đang đi lên chỗ Rabotina này các bạn nhé. Đấy, chứ không phải không đâu. Đấy, còn trong khi đó thì Nga thì đánh ra chỗ khu vực này thì cũng tiêu diệt một số ở đây, thì chúng ta xem cái video ở đây. Hiện nay xe tăng và các cái lực lượng của Nga đang nằm ở khu vực Rabotina rất là đông, và cái chỗ khu vực này là hiện nay là cái chỗ này đấy các bạn này, là Nga hiện nay là đang, tức là trực thăng đang ở đây, và Nga đã pháo kích từ cái khu vực này, là pháo kích đi qua phía bên đây, nó cũng gần thôi các bạn, thực tế nó cũng gần lắm, thì hiện nay cũng đang pháo kích qua cái chỗ này. Thì chúng ta biết là hôm trước là 100 em là coi như là đang đảo công sự rồi, coi như là đủ thứ ra tông hào khu vực này là coi như hốt sạch rồi. Đấy, thì bữa nay là coi như bây giờ họ đánh từ xa chứ họ không có đánh bằng bộ binh nhá. Là một cái, thứ hai nữa là cái khu vực như chúng ta nói lúc nãy ấy, là cái chỗ mà Lukovia mà Piatigorskia này ấy, là một, và khu vực thứ hai là cái chỗ Rabotina gọi là quảng trường Brestli, thì hiện nay là theo theo Zelensky thì có khả năng người ta sẽ bỏ các khu vực này, hoặc là ít nhất tức là không phải bỏ mà tức là tạm dừng các bạn nhé, còn khi nào họ đánh lại thì chúng ta không biết, nhưng mà tạm dừng. Chúng ta thấy các cái khu vực này gần như là nó cũng không có giao tranh mấy. Bây giờ chúng ta đi lên cái mỏm này, thì chúng ta biết là hiện nay là cái chỗ Stromajer đây, thì có thể nói cả hai bên là coi như cũng là tranh chấp đây thôi, nói chung không ai dám vào vào sâu trong này nữa. Như hôm trước tôi phân tích nó là như cái thung lũng chết rồi. Thì hiện nay là Ukraine bắt đầu tấn công vào Ukraine là hai, là cái bên bên này sông đấy các bạn, đấy là bằng bằng hai hướng là hướng bắc và hướng đông bắc, đây là cái khu vực này, và họ bắt đầu họ đánh bom vào các cái lối đường đi xuống này, các cái đường đi xuống này các bạn nha, tức là nơi mà có những UAV của Ukraine người ta đánh đánh bom, có thể nói là thiệt hại rất là nặng ở đây. Đấy. Đấy, trong khi đó là con cái đấy là cái con đường mà của Nga tiếp viện lên đây, nên là có con đường lên này các bạn này. Đấy. Nó đã đánh tăng Nga ở đây, thì chúng ta sẽ xem một số cái nó đánh cả con đường này, con đường mà đi lên chỗ mà Putin này, chúng ta thấy là những con đường đang ở dưới đấy. Thế thì là coi như đánh ở đây và đánh ở khu vực này, có thể nói là thiệt hại cũng rất nhiều. Trong khi đó cũng có một số cái lực lượng của Ukraine, tức là họ họ tức là trinh sát ấy, là tới khu vực này thì đã bị quân Nga là pháo kích các bạn nha. Và hiện nay cái chỗ Urasnaya này cũng đã bị Nga đánh lùi rồi, chứ cũng cũng không họ không có ở tại đây. Thì tất cả cái khu vực này là coi như là từ cái chỗ này tới ra tới chỗ Piatigorskia với lại Rabotina thì là 220 binh sĩ của Ukraine là tử trận các bạn nha. Rồi chúng ta đi lên cái hướng này là chúng tôi đi nhanh. Cái hướng này là nó là chúng ta biết là cái chỗ mà Vuleda thì bỏ đi, đây là chỗ Babeda này, thì hôm qua là Nga đã pháo kích vào đây, có thể nói là cái chỗ Novomikhailovska này và cả ở đây nữa, các cái chỗ này chúng ta biết cả một dãy các cái đường xá mà nó đi theo cả một cái đường sắt và đường bộ là cái khu vực này, thì Nga hiện nay cũng đang tấn công xuống chỗ Babeda này. Thì hiện nay đây chúng ta thấy tất cả cái tức là trước đây thì cũng phần làm rất là sâu, thì tôi hay vẽ rồi đấy, nhưng mà về sau nó lại thụt lại mất cái đoạn này. Đấy, thì khu vực này thì có thế thôi các bạn nhé. Rồi chỗ Adika này hôm qua thì chỗ Ukraine bắt đầu họ cũng đánh vào tới đây, bên bên Ukraine là đánh vào trong này các bạn nhé.
người ta pháo kích không kích vào trong này thì chúng ta sẽ xem video của chỗ này. Còn toàn bộ các chỗ Latakia, những Severina hoặc là Orlovka thì hôm nay là nói chung là không có vấn đề gì. Chúng ta đi lên cái chỗ khu vực Bắt Mút này, khu vực Bắt Mút này là cũng mệt lắm. Đây chúng ta đây là Bắt Mút ở trên này, đây Klitschka, Kirovka và Oranovka. Thì chúng ta thấy là mấy ngày nay họ cứ xoáy vào cái chỗ này. Chúng ta biết cái chỗ này nó gọi là chỗ mà Adrovka đấy, là sau đó vào đây là Dradovka, Urodumovka và Ozaryanska, tất cả khu vực đánh. Còn đây cái chỗ Klitschka thì phía tây, tây nam họ đánh vào đây. Còn phía đông tây bắc thì là coi như hai bên là tập trung ở đây. Đấy thì chúng ta, tôi vẽ sơ sơ như vậy là chúng ta thấy là đây là các khu vực mà đụng độ. Ngoài ra thì Nga đã coi như là bỏ bom và không kích từ cái chỗ mà Kurodumovka này ra phía ngoài này. Đấy, ra ngoài này các bạn nhé, và ra cả ngoài này nữa. Thì chúng ta xem tất cả các cái video khu vực này thì chúng ta sẽ thấy. Còn cái phía trong này, tất cả phía trong này thì tôi sẽ chụp một cái màn hình là chúng ta thấy là tất cả các con đường trong này, đặc biệt là chắc các chỗ ngã ba này, ngã tư này, là Ukraine đánh hết các bạn nhé. Như thế là coi như là tôi nghĩ là bây giờ chỉ còn hai nơi thôi, đó là chính là Bắt Mút. So với thời điểm này, một là Bắt Mút, hai là dưới Crimea, Kherson và Crimea, đấy là những khu vực mà có thể là chạm trán nhau. Còn lên trên phía trên này thì cũng không, nói chung không có gì, riêng cái chỗ có mỏ đá này thôi. Mỏ đá này thì Nga chính thức là Nga không kích vào khu vực đây của họ các bạn nha. Đấy, khu vực này. Còn các cái khu vực, cái rừng tội phạm đây thì vẫn đánh qua đánh lại thì cũng không đáng kể lắm. Đấy, cái chỗ mà Kremlina này cũng bình thường. Còn riêng cái chỗ mà Karabansinovka này thì hiện nay là hôm trước là chúng ta thấy là cũng đã đánh lõ lõ, tức là Nga đã coi như đánh ra tới ngoài này. Đấy, nhưng mà hôm nay bắt đầu họ lấy lại cái khu vực này các bạn nha. Tức là cái chỗ mà Tvardokhovka này bây giờ là coi như là đang tranh chấp các khu vực này. Đấy. Thì chúng ta cũng theo dõi thêm. Đấy, cái chỗ này là Nga đánh rất là mạnh nhưng mà không biết tại sao mà bây giờ vào cái chỗ này. Thậm chí mà đánh ra tới cái chỗ mà Novosarovka này cơ kìa. Đấy, mà không biết tại sao mà đến giờ phút này nó lại lui vào trong này. Thì riêng cái chỗ mà khu vực mà chỗ lúc này tôi quên nói rồi, cái chỗ Bắt Mút ấy, tại tôi đi nhanh tại vì cái âm thanh nó không được hay cho nên tôi không muốn kéo dài cái ấy. Thì cái chỗ riêng cái khu vực này là hết 210 binh sĩ các bạn nha, 6 xe bọc thép và 3 hệ thống pháo. Như vậy là từ cái chỗ này với cái chỗ mà Nam Zaporizhia là hết 430 binh sĩ nha, đồ nhét vào Nam Zaporizhia. Đấy, thì còn cái khu vực trên này thì nói chung cũng không có vấn đề gì. À, trên này sao nào, trên này không có gì hết. Đấy thì riêng ở mặt trận Bắt Mút thì là có một cái trận đánh giữa 295 binh sĩ của Nga mà đẩy lùi 8 cái đợt tấn công của bên Ukraine và tiêu diệt 8 cái xe tăng ở đây nhá. Thì lúc nãy mà tôi nói là ngoài cái chỗ mà Kurodumovka đấy là Nga bỏ bom không kích các cái tuyến đường vào. Đấy, thì chúng ta có thể thấy là cái tình hình ở đây nó cũng rất là ghê gớm. Thì chúng ta xem cái chụp màn hình đây chúng ta sẽ rõ. Thôi cái video thì nó âm thanh không được tốt cho nên tôi chỉ cũng nói những cái nó quan trọng và nó nổi bật thôi. Rất là mong quý vị thông cảm và cũng cố gắng là coi như mở xem. Tôi có nó hay thì chúng ta sẽ nghe hay, mà nếu nó dở các bạn nghe dở nha. Tôi biết là âm thanh các bạn là nghe sẽ rất là khó khăn đấy. Thôi chúc các bạn một ngày vui vẻ. Còn không biết là cái quả địa cầu thì để tôi thử, nếu mà tôi làm được thì tôi cũng làm cung cấp cho các bạn các thông tin trên cả địa cầu cũng rất là hay. Bye bye.